384 Người nữ và người vô căn Lầm tưởng cả hai là người nữ Vị tỳ khưu bị khởi dục Rồi sờ vào, vuốt ve Vuốt xuống, vuốt lên dỗ xuống, dỗ lên Kéo vào, đẩy ra, giữ lại Ôm chặt, nắm lấy Chạm vào thân thể của cả hai người ấy Bằng thân thể của vị ấy Thì phạm tội Sangha Dishesha Tăng tàn Và tội Dukata tác ác. Người nữ và người vô căn có sự hoài nghi về cả hai. Vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm tội thu la cha gia trọng tội và tội dukhata tác ác người nữ và người vô căn lầm tưởng cả hai là người vô căn vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt ve vuốt xuống vuốt lên dỗ xuống dỗ lên kéo vào đẩy ra giữ lại ôm chặt nắm lấy chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm hai tội thu la cha gia trọng tội người nữ và người vô căn lầm tưởng cả hai là người nam vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt ve vuốt xuống vuốt lên dỗ xuống dỗ lên kéo vào đẩy ra giữ lại ôm chặt nắm lấy chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm tội thu la cha gia trọng tội và tội dukata tác ác người nữ và người vô căn lầm tưởng cả hai là loài thú vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy, thì phạm tội thu la cha gia, trọng tội, và tội dukhata tác ác. Người nữ và người nam lầm tưởng cả hai là người nữ. Vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của dị ấy, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàn, và tội Dukhata, tác ác. Người nữ và người nam có sự hoài nghi về cả hai, dị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy, thì phạm tội thu la cha gia, trọng tội và tội dukata tác ác. Người nữ và người nam lầm tưởng cả hai là người vô căn, vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm tội thu la cha gia trọng tội và tội dukata tác ác người nữ và người nam lầm tưởng cả hai là người nam vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt ve vuốt xuống vuốt lên dỗ xuống dỗ lên kéo vào đẩy ra giữ lại ôm chặt nắm lấy chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm tội thu la cha gia trọng tội và tội dukata tác ác người nữ và người nam lầm tưởng cả hai là loài thú vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt ve vuốt xuống vuốt lên dỗ xuống dỗ lên kéo vào đẩy ra giữ lại ôm chặt nắm lấy chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm tội thu la cha gia trọng tội và tội dukata tác ác. Người nữ và loài thú lầm tưởng cả hai là người nữ. Vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy, thì phạm tội sang ga đi xe xa, tăng tàn và tội Dukhata tác ác người nữ và loài thú có sự hoài nghi về cả hai. Vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm tội thu la cha gia trọng tội và tội dukkata tác ác người nữ và loài thú lầm tưởng cả hai là người vô căn vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt ve vuốt xuống vuốt lên dỗ xuống dỗ lên kéo vào đẩy ra giữ lại ôm chặt nắm lấy chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm tội thu la cha gia trọng tội và tội dukata tác ác người nữ và loài thú lầm tưởng cả hai là người nam vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt ve vuốt xuống vuốt lên dỗ xuống dỗ lên kéo vào đẩy ra giữ lại ôm chặt nắm lấy chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm tội thu la cha gia trọng tội và tội dukata tác ác người nữ và loài thú lầm tưởng cả hai là loài thú vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt da, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm tội thu la cha gia trọng tội và tội dukata tác ác người vô căn và người nam lầm tưởng cả hai là người vô căn vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt ve vuốt xuống vuốt lên dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy, thì phạm tội thu la cha gia, trọng tội, và tội dukata tác ác. Người vô căn và người nam có sự hoài nghi về cả hai. Vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra giữ lại ôm chặt nắm lấy chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm hai tội dukata tác ác người vô căn và người nam lầm tưởng cả hai là người nam vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt ve, vuốt xuống vuốt lên dỗ xuống dỗ lên kéo vào đẩy ra giữ lại ôm chặt nắm lấy chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm hai tội dukkata tác ác người vô căn và người nam lầm tưởng cả hai là loài thú vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt ve vuốt xuống vuốt lên dỗ xuống dỗ lên kéo vào đẩy ra giữ lại ôm chặt nắm lấy chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm hai tội dukkata tác ác người vô căn và người nam lầm tưởng cả hai là người nữ vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt ve vuốt xuống vuốt lên dỗ xuống dỗ lên kéo vào đẩy ra giữ lại ôm chặt nắm lấy chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm hai tội dukkata tác ác người vô căn và loài thú lầm tưởng cả hai là người vô căn vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm tội thu la cha gia trọng tội và tội dukata tác ác người vô căn và loài thú có sự hoài nghi về cả hai vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt ve vuốt xuống vuốt lên dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy, thì phạm hai tội, Dukkata, tác ác. Người vô căn và loài thú lầm tưởng cả hai là người nam. Vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy, thì phạm hai tội, Dukata, tác ác. Người vô căn và người nam lầm tưởng cả hai là loài thú. Vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi sờ vào, vuốt ve. Vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm hai tội, Dukkata, tác ác. Người vô căn và người nam lầm tưởng cả hai là người nữ. Dị tỳ khưu bị khởi dục, rồi sờ vào, vuốt ve. Vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy, thì phạm hai tội, Dukkata, tác ác người nam và loài thú. Lầm tưởng cả hai là người nam. Vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy, thì phạm hai tội, Dukkata, tác ác. Người nam và loài thú, có sự hoài nghi về cả hai, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm hai tội Dukhata tác ác. Người nam và loài thú lầm tưởng cả hai là loài thú, vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy, thì phạm hai tội, Dukhata, tác ác. Người nam và loài thú lầm tưởng cả hai là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi sờ vào, vuốt da. Vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm hai tội Dukkata tác ác. Người nam và loài thú lầm tưởng cả hai là người vô căn, vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm hai tội Dukkata tác ác. 385 là người nữ và biết là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, nắm lấy, chạm vào thân thể của người nữ ấy, bằng vật được gắn liền với thân thể của vị ấy thì phạm tội thu la cha da trọng tội. Hai người nữ và biết cả hai người nữ là người nữ vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt ve vuốt xuống vuốt lên dỗ xuống dỗ lên kéo vào đẩy ra giữ lại nắm lấy chạm vào thân thể của hai người nữ ấy bằng vật được gắn liền với thân thể của vị ấy thì phạm hai tội thu la cha gia trọng tội người nữ và người vô căn lầm tưởng cả hai là người nữ vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt ve vuốt xuống vuốt lên dỗ xuống dỗ lên kéo vào đẩy ra giữ lại nắm lấy chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng vật được gắn liền với thân thể của vị ấy thì phạm tội thu la cha gia trọng tội và tội dukata tác ác là người nữ và biết là người nữ vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt ve vuốt xuống vuốt lên dỗ xuống dỗ lên kéo vào đẩy ra giữ lại, nắm lấy, chạm vào vật được gắn liền với thân thể của người nữ ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm tội thu la cha gia trọng tội. Hai người nữ và biết cả hai người nữ là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, nắm lấy, chạm vào vật được gắn liền với thân thể của hai người nữ ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm hai tội thu la cha gia trọng tội người nữ và người vô căn lầm tưởng cả hai là người nữ vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt ve vuốt xuống vuốt lên dỗ xuống dỗ lên kéo vào đẩy ra giữ lại nắm lấy chạm vào vật được gắn liền với thân thể của hai người nữ ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm tội thu la cha gia trọng tội và tội Dukata, tác ác. Là người nữ và biết là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, nắm lấy, chạm vào vật được gắn liền với thân thể của người nữ ấy bằng vật được gắn liền với thân thể của vị ấy, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Hai người nữ và biết cả hai người nữ là người nữ. Vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi sờ vào, vuốt ve. Vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, nắm lấy, chạm vào vật được gắn liền với thân thể của hai người nữ ấy, bằng vật được gắn liền với thân thể của vị ấy, thì phạm hai tội, Dukkata, tác ác. Người nữ và người vô căn lầm tưởng cả hai là người nữ, dị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt ve vuốt xuống vuốt lên dỗ xuống dỗ lên kéo vào đẩy ra giữ lại nắm lấy chạm vào vật được gắn liền với thân thể của hai người ấy bằng vật được gắn liền với thân thể của dị ấy thì phạm hai tội dukkata tác ác là người nữ và biết là người nữ dị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt ve vuốt xuống vuốt lên dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, nắm lấy, chạm vào giật, ném ra của người nữ ấy bằng thân thể của vị ấy, thì phạm tội Dukhata, tác ác. Hai người nữ, và biết cả hai người nữ là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, nắm lấy, chạm vào giật ném ra của hai người nữ ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm hai tội dukkata tác ác người nữ và người vô căn lầm tưởng cả hai là người nữ vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt ve vuốt xuống vuốt lên dỗ xuống dỗ lên kéo vào đẩy ra giữ lại nắm lấy chạm vào giật ném ra của hai người ấy bằng thân thể của vị ấy thì phạm hai tội Dukkata, tác ác. Là người nữ và biết là người nữ, vì tỳ khưu bị khởi dục, rồi sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, nắm lấy, chạm vào vật ném ra của người nữ ấy bằng vật được gắn liền với thân thể của vị ấy thì phạm tội Dukkata, tác ác. Hai người nữ và biết cả hai người nữ là người nữ. Vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, nắm lấy, chạm vào vật ném ra của hai người nữ ấy bằng vật được gắn liền với thân thể của vị ấy thì phạm hai tội dukkata tác ác người nữ và người vô căn lầm tưởng cả hai là người nữ vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, nắm lấy, chạm vào vật ném ra của hai người ấy bằng vật được gắn liền với thân thể của vị ấy thì phạm hai tội dukkata tác ác là người nữ và biết là người nữ vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt ve vuốt xuống vuốt lên dỗ xuống dỗ lên kéo vào đẩy ra giữ lại nắm lấy chạm vào giật ném ra của người nữ ấy bằng giật ném ra của vị ấy thì phạm tội dukhata tác ác hai người nữ và biết cả hai người nữ là người nữ vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào vuốt ve vuốt xuống vuốt lên dỗ xuống dỗ lên kéo vào đẩy ra giữ lại nắm lấy chạm vào giật ném ra của hai người nữ ấy bằng giật ném ra của vị ấy thì phạm hai tội Dukkata, tác ác. Người nữ và người vô căn lầm tưởng cả hai là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục rồi sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, dỗ xuống, dỗ lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, nắm lấy, chạm vào vật ném ra của hai người ấy bằng vật ném ra của vị ấy thì phạm hai tội Dukkata, tác ác. Dứt phần trùng lập về vị tỳ khưu